À, Phương Thảo nè, sắp đến mùa trung thu rồi ha. Đi ngoài đường thì Nhi thấy là bán rất là nhiều lồng đèn, con nít rất là mê. Nhưng mà người lớn mình thì chắc chắn là không phải mê lồng đèn đâu, mà là mê là được thưởng thức những cái bánh trung thu rất là ngon, đúng không nè? Dạ đúng rồi, bản thân của Phương Thảo thì rất là thích ăn bánh trung thu, bánh thập cẩm đó chị Nhi. Ăn thì rất là ngon nhưng mà sợ quá, bởi vì sợ Sợ tăng cân. Dạ đúng mập. rồi. Đúng rồi, nhưng mà ngoài ra thì Nhi thấy là chung quanh cái bánh cũng có rất là nhiều chuyện để nói đó. Tại vì Nhi nhớ không lầm là cứ mỗi năm vào dịp trung thu thì chắc chắn là những cái bệnh viện luôn luôn có những cái trường hợp là bị ngộ độc bánh trung thu đó Phương Thảo. À đúng rồi, chị Nhi nhắc Thảo mới nhớ, tại vì Thảo có cô bạn á, năm ngoái thì cổ bị ngộ độc bánh trung thu phải vào bệnh viện, cho nên là coi như cả mùa trung thu là một kỷ niệm buồn. Nếu như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Phan Quốc Hưng, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, để chúng ta có thể trò chuyện thảo luận về một số những cái phòng tránh tránh cho chúng ta ngộ độc thực phẩm vào mùa trung thu này ha. Xin chào bác sĩ. Xin chào Yến Nhi, chào Phương Thảo. Dạ. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thành phố hôm nay. Trước khi bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay thì Yến Nhi xin mời bác sĩ cũng như là chị Phương Thảo, chúng ta sẽ cùng xem đoạn clip sau đây. Mỗi mùa trung thu, riêng tại Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận khoảng 4 đến 5 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm. Trong khi đó thị trường hiện nay có vô vàn các thương hiệu bánh trung thu. Bên cạnh những nhãn hiệu có uy tín thì thị trường bánh trung thu vẫn trôi nổi rất nhiều mặt hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sử dụng. Hoặc bánh đã được bày bán cả tháng trước đã bị biến chất. Vì thế nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm là luôn luôn thường trực. Hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều loại bánh trung thu với nhiều loại nhãn mác cũng như là nhãn hiệu khác nhau và không rõ nguồn gốc. Thì cái điều mà tôi lo lắng nhất đó là khi mà mình mua phải loại bánh trung thu, thứ nhất là không có rõ nhãn mác, thứ hai là nó kém chất lượng, thì vì như vậy nó sẽ rất là ảnh hưởng tới sức khỏe gia đình và mình tiêu tốn tiền bạc không có đúng mục đích. Khi mua bánh trung thu thì em hay lo sợ về xuất xứ và những cái nguyên vật liệu họ có sạch bệnh hay không, họ mua ở đâu, và lúc họ làm họ có giữ vệ sinh không. Điều làm cho mình lo lắng nhất khi mà mua bánh trung thu đó là mua đúng những cái loại mà nó không có được an toàn thực phẩm cho lắm, tại vì cái vấn đề an toàn thực phẩm thì bây giờ mình thấy không có yên tâm. Chắc hẳn là những lo lắng của người tiêu dùng không phải là không có lý do, đúng không thưa bác sĩ? Và nguyên nhân nào dẫn đến trường hợp là bị ngộ độc thực phẩm khi mà chúng ta dùng bánh trung thu ạ? Thì thường mình thấy cái bánh trung thu đó thì nó hay bị ngộ độc thực phẩm là do cái sản phẩm nó kém chất lượng ha. Kém chất lượng ở đây thì mình thấy là thứ nhất là do cái người mà nhà sản xuất á, những cái nhà sản xuất mà không có uy tín á, thường ta mua những cái loại mà thực phẩm như là để chế biến ra cái bánh trung thu nguyên liệu đó, thì mình thấy là gồm có trứng nè, thịt gà ha, những loại thịt heo nè, rồi những loại gia súc gia cầm đó mà nó không có qua kiểm dịch và nó kém chất lượng, thì mình thấy đó là thứ nhất là nó không có đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm rồi. Và cái nguyên nhân thứ hai là cái nguyên liệu để làm cái bánh đó, thường là những cái chất dinh dưỡng đạm nhiều, thành phần đạm mà béo nhiều, đó là cái môi trường dinh dưỡng để cho cái vi sinh vật nó phát triển, đặc biệt trong cái mùa khô ha, mùa mưa, và đặc biệt là những cái vi khuẩn E. coli là nó hay phát triển rất là mạnh. Thì đó là hai cái nguyên nhân mà thường mà gây cái bánh nó kém chất lượng. Và nếu mà cái bánh á, mình để càng lâu á, thì cái vi sinh vật nó càng phát triển, sinh sôi nảy nở nhiều nữa, và nó gây ra cái ngộ độc thực phẩm. Và đặc biệt là nhóm cái vi khuẩn E. coli thường nó gây cái ngộ độc thực phẩm nhiều nhất. Thưa bác sĩ, tại sao có những trường hợp là người tiêu dùng đã chọn mua bánh của những cơ sở, những cái nơi sản xuất là có cái chứng nhận là đạt tiêu chuẩn rồi nhưng mà họ vẫn bị ngộ độc thực phẩm à? Thì trường hợp ngộ độc thực phẩm khi mà cái bánh nó có được cái kiểm định rồi, nhưng mà thường là thứ nhất là nó do cái những cái thành phần bảo quản trong cái bánh đó nó không có được tốt. Như là mình thấy những cái sản phẩm mà được Bộ Y tế kiểm định á, thường là có những cái chất bảo quản ha, như là chất chống mốc nè, chất làm trắng nè, đó thì thường là những cái chất như là axit benzoic á, axit ascorbic á, và những cái loại đó thì thường nó trong cái nồng độ, cái hàm lượng nó cho phép. Nhưng mà nhiều khi cái người mà sản xuất á, người ta muốn giữ bánh lâu thì người ta cho quá cái hàm lượng đó, thì thứ nhất nó gây độc cho cái cơ thể người, và đặc biệt là dùng lâu dài có thể gây cái nguyên nhân nó gây ung thư nữa. Và như mình thấy như cái loại mà nó làm cái nhân bánh á, thường có hạt bí ha, thường ta dùng cái chất hydrosulfic á, để tẩy trắng, thì chất đó là rất là độc.
và nếu mình dùng lâu dài cũng có thể gây ung thư. Đó là hai cái nguyên nhân mà gây đầu độc mà do cái chất bảo quản. Như vậy thì khi mà mình mua cái bánh về mình để một thời gian mình mới ăn, thì cái cách nào để mình nhận biết là cái bánh đó kém chất lượng hoặc là đã hết hạn không nên sử dụng để tránh cái trường hợp ngộ độc xảy ra? Thứ nhất, mình mua cái bánh về đó mình phải coi cái dùng cái đát trên đó ha. Cái mình mua cái bánh càng cái cận cái ngày mà mới sản xuất thực thì tốt. Cái thứ hai là mình coi những trên đó cái thành phần á, là hàm lượng mà chất bảo quản này kia đó do cái Bộ Y tế thẩm định đó, nó có đúng, có đầy đủ hay không, và cái bánh đó là do cái những nhà mà sản xuất có uy tín đó, thì mình dùng. Và đặc biệt là những cái bánh mà mình thấy mà nó có nổi những cái mốc, đặc biệt mốc trắng nè, và nó không có còn thơm mà có mùi nó thiêu đó, thì không có nên dùng. Chiếc bánh trung thu luôn luôn hấp dẫn trẻ em, mà trẻ em là người nó là rất là thích bánh trung thu. Bản thân Phương Thảo hồi nhỏ cũng vậy, chắc chị Nhi cũng vậy đúng không ạ? Đúng rồi, thường thường rất là háo hức chờ đợi đến mùa trung thu mà. Dạ. Thế nhưng mà Thảo nghe nói là có những trường hợp là trẻ con ăn bánh trung thu thì bị ngộ độc đạm, thì điều này có đúng không và nó diễn ra như thế nào thưa bác sĩ? Ngộ độc đạm ở đây là thứ nhất là thế nhưng những cái trẻ mà nó đang trong cái giai đoạn sơ sinh á, ha, thì dưới 1 tuổi thì không có nên cho ăn bánh trung thu, tại vì ngoài cái chế độ ăn nó đã có đầy đủ rồi, chất đạm rồi, đạm béo này kia đầy đủ rồi, mình ăn cái bánh trung thu thì thứ nhất cái bánh trung thu cái hàm lượng đạm nó rất là cao. Trong 100 gram bánh trung thu thì có tới là 40 gram đạm lận. Thì mình thấy là nếu mà dùng cho trẻ sơ sinh nhiều á, thì trẻ sơ sinh mặc đặc biệt là cái trẻ mà đang cái giai đoạn mà ăn dặm á, giai đoạn ăn dặm ăn bột thì không có tốt. Thứ nhất là tại trong cái chế độ ăn của trẻ nó đã có đầy đủ cái chất đạm rồi, mình cho ăn dư thừa thì cái sản phẩm dư thừa, cái thừa đạm quá nó sẽ lâu ngày nó sinh ra những cái chất trung gian á, nó gây ảnh hưởng lên không có tốt lên gan nè, rồi thận, đặc biệt là ở trẻ mà như mình nói đó là trẻ ăn dặm á, thì cái hệ tiêu hóa nó đang phát triển ha, đang hoàn chỉnh, mà mình nếu mình ăn nhiều đạm quá thì nó sẽ gây cái không tốt cái hệ tiêu hóa, nó dẫn tới là đầy bụng nè, nôn mửa nè, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, có thể là táo bón, và không có tốt cho trẻ em. Còn những cái trẻ mà lớn thì mình cũng cho ăn giống như người lớn thôi, nhưng mà ăn cũng không quá là từ 1/4 chiếc bánh đến 1/2 chiếc bánh mỗi ngày. Và nếu mà trẻ thích ăn quá thì không nên cho ăn quá cái số lượng đó. Khi mà chúng ta ăn cái bánh rồi thì biểu hiện nào để cho thấy là mình đã bị ngộ độc bánh trung thu và phải xử lý như thế nào để kịp thời nhất ạ? Dấu hiệu mà khi mình ăn mình thấy đó, nó bánh trung thu nó bị ngộ độc thì thường nó có những cái triệu chứng như là đầy bụng ha, đau bụng, đầy bụng nè, khó tiêu nè, nôn mửa nè, đó có thể là tiêu chảy nữa. Và đặc biệt nếu mà nặng hơn thì có thể những trường hợp mà nó ngộ độc nặng thì có thể lơ mơ, rối loạn tri giác ha, dẫn đến hôn mê nữa. Thì khi mà mình thấy ăn những cái bánh mà có triệu chứng đó thì mình phải ngưng ngay và nói những người trong gia đình thì không nên ăn bánh đó. Và khi mà có những cái dấu hiệu đó thì đưa đến bác sĩ và đưa đến những cái cơ sở y tế gần nhất để mình xử trí, để tránh những cái trường hợp mà gây ngộ độc hàng loạt. Rõ ràng đây là một vấn đề mà chúng ta không thể coi thường được đúng không ạ? Và quay trở lại với việc làm thế nào để vui trung thu mà không lo lắng đến sức khỏe, thì ngay bây giờ Phương Thảo xin được mời quý vị sẽ cùng đến với ý kiến và chia sẻ của những người tiêu dùng. Theo mình thì để cho an toàn trong cái vấn đề vệ sinh thực phẩm thì mình sẽ chọn những cái loại bánh có thương hiệu hoặc là những cái bánh đó nó bán ở những cái nơi nào mình tin tưởng, ví dụ như là ở những cái chi nhánh của cái thương hiệu đó, hoặc là có thể là mua trong siêu thị. Mình nghĩ như vậy nó sẽ an toàn hơn. Khi mà có ý định mua bánh trung thu để mà biếu cho người thân bạn bè hoặc là để mà ăn á, thì mình sẽ mua từ rất là sớm khi mà nó vừa sản xuất, chứ không có đợi tới khi mà bánh giảm giá. Em nghĩ là người tiêu dùng nên chọn những thương hiệu có uy tín, hãy sử dụng rõ ràng và bánh có vẻ mềm mới. Thưa bác sĩ, ngày nay thì phải nói là trên thị trường có rất là nhiều hãng bánh trung thu, mỗi hãng thì cho ra đời rất là nhiều loại để phục vụ người tiêu dùng, đa dạng, đủ loại, đủ kiểu hết. Và người tiêu dùng quả thật cũng hết sức là đắn đo khi mà đứng giữa một cái rừng bánh như vậy, biết chọn làm sao. Thì bác sĩ có thể cho biết một vài cái tiêu chí để mình lựa chọn bánh trung thu cho thật an toàn ạ? Thì tiêu chí thứ nhất mình lựa cái bánh trung thu đó thì mình mới coi, thứ nhất là cái hãng sản xuất, rồi những cái hãng mà có uy tín. Cái thứ hai là cái nhãn mác, phải có nhãn mác và có những cái giấy của Bộ Y tế, của Sở Y tế ha, thẩm định, rồi Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm đã kiểm định là cái hàm lượng chất bảo quản cũng như những cái thành phần trong chất đó không có gây ngộ độc. Ngoài ra thì mình phải coi trên cái mác đó nữa, thì
coi trên cái bao bì á, cái hạn dùng của cái bánh nó làm sao. Thứ nhất là mình coi những cái mình lên lựa những cái bánh mà nó mới sản xuất thì mình ăn thì nó cái hạn dùng có thể để lâu hơn thì nó tốt. Như vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào giúp cho mọi người có thể bảo quản được cái bánh trung thu được lâu mà không có bị hư hay là bị ngộ độc qua cái bánh trung thu? Thì thứ nhất á, mình ăn bánh trung thu mình phải biết cách sử dụng ha. Thì cái người mà như người bình thường của mình á, nếu mà thích ăn bánh trung thu quá, nếu mà thích ăn quá thì một ngày cũng không có nên ăn quá 1/2 cái bánh ha. Và đặc biệt là nếu mà ăn bánh trung thu rồi á, thì mình phải giảm cái một có thể là từ nửa đến một chén cơm bớt và giảm bớt cái lượng thịt cá trong cái ngày đó. Và cái thành phần thứ hai nữa là cái người mà bị tiểu đường nè. Đó, tiểu đường thì không nên sử dụng cái bánh trung thu nhiều. Tại thứ nhất nó làm tăng cái đường huyết rất là cao. Mà nếu mà người tiểu đường mà muốn sử dụng thì thường bây giờ người ta làm những cái loại bánh trung thu á, dinh dưỡng á, có cái loại mà cái chỉ số đường huyết nó thấp thì người tiểu đường có thể ăn, nhưng mà cũng không nên có ăn quá, khuyến cáo không nên ăn quá 1/2 cái bánh mỗi ngày. Xin cảm ơn bác sĩ Phan Quốc Hưng. Và qua buổi trò chuyện ngày hôm nay thì bản thân Phương Thảo thấy là mình cũng yên tâm hơn khi mà chọn lựa và sử dụng bánh trung thu cho cả gia đình. Và hy vọng là quý vị khán giả và gia đình sẽ có một mùa trung thu thật đầm ấm và trọn vẹn bên người thân của mình.